mừng đội tuyển Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 30, CEO Apple Tim Cook đang có chuyến công du châu Á, trong đó bao gồm hai quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á là Singapore và Thái Lan. Tại Thái Lan, một trong số những nơi mà Tim Cook đã đến thăm là sân tập của đội tuyển bóng truyền nữ quốc gia. Trong kỳ SEA Games 30 vừa qua, các cô gái Thái Lan đã giành chiến thắng trước tuyển bóng truyền nữ Việt Nam trong trận chung kết để từ đó giành huy chương vàng chung cuộc. CEO Apple đã có lời khen ngợi cho đội tuyển Thái Lan trên Twitter. Mặc dù vậy, không khó để nhận ra lời chúc của Tim Cook chỉ mang tính chất xã giao. Và mục đích chính của vị CEO này khi đăng đoạn tờ web trên là để quảng bá cho iPad và Apple Watch. Thế nhưng, cũng không thể phủ nhận rằng iPad và Apple Watch quả thực là hai công cụ rất hiệu quả dành cho ban huấn luyện và vận động viên trong quá trình tập luyện và theo dõi sức khỏe.